Hello mọi người. Hiện tại thì theo mình đọc báo là đã có 34 người nha. Có 34 người là nhiễm Covid-19 nha nha các bạn. Trường hợp thứ 34 là đang ở Bình Thuận nha. Thì nói chung là tình hình dịch đang rất là phức tạp nên các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe. Ra đường nhớ đeo khẩu trang vào nha.